Hola, Diệp Mâu xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình muốn giải thích một vài vấn đề về thuế cho những bạn nào chưa biết. Còn những bạn nào biết được rồi thì thôi nha. Theo như mình được biết thì người Việt Nam đang sinh sống ở Tây Ban Nha hầu hết là mở các tiệm nail. Đó, hầu hết là mở các tiệm nail. Thì hôm nay mình giải thích vấn đề một tiệm nail ở Tây Ban Nha này cần phải trả những khoản thuế nào. Thì một năm thì có 12 tháng. 12 tháng thì chia làm 4 quý. Thì bây giờ mình sẽ nói quý thứ nhất của năm nha. Quý thứ nhất là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tạ ngày 20 tháng 4. Vậy những khoản thuế nào mình phải trả cho 3 tháng? Thì mã số 115 là thuế thuê tiệm. Đây là cái hóa đơn mình thuê tiệm. Vì mình thuê tiệm thì trả cho bà chủ thì 1.000, nhưng mà tiền thuế này đó là trừ trích ra để trả cho 115. Đó, thường thì mình phải trả 1.200 để lấy ví dụ thôi nha, nhưng mà trừ ra thì còn 1.000, tích ra cái tiền này để trả cho tiền mã số 115 này này là thuê tiệm, tiền lô can, tiền thuê tiệm nha. Đây, như thế này là khi trả cho nhà nước đây. Đó là mã số 115 đây. Rồi sau khi trả 115 rồi là tiếp là 111 thuế cho người lao động, thuế cho người làm việc cho mình ấy, và luật sư. Đây là bọn thư ký làm cho mình, thì đấy là cái hóa đơn nha. Đây vẫn tích ra cái tiền này để trả cho họ là thuế 1115 đây. Đáng lẽ ra mình trả cho bọn văn phòng là 381 eo, nhưng mà trừ đi là còn lại 333 eo, là mình một tháng là mình trả cho bọn văn phòng 333 eo, tích ra là 47 eo để nạp thuế đó. Và đây nữa, đây là người lao động đấy, người lao động trong cái nomina, trong cái tờ đơn, từ hóa đơn làm việc của người làm việc đó, là họ nhận được 1.050 eo, nhưng mà phải người chủ là phải trả từng này đấy để tích ra, để trả cho mã số là 111 này. Đó, mã số 111 là retention để tập bạc khác ý khết tội là trả tiền hai thứ đó. Còn mã số 303 này nữa. Mã số 303 này Mariposa por ahí, si hay. Aquí, aquí. Ahí, al lado. Mã số 303 đây, model 303 đây, mọi người thấy rõ không?
303 là ví dụ như mình 3 tháng mình thu được 20 ngàn bao gồm thuế. Rồi mình trừ thuế ra còn được 16.528 mèo. Là cho mình còn là trả thuế là 3.470 mèo. Tùy mình khai, mình thu nhập đấy nhiều hay là ít. Nếu như mà thu vào nhiều thì mình phải trả thuế nhiều. Mình thu vào ít thì trả thuế ít. Nếu trả thuế nhiều thì mình được lời nhiều. Còn mình trả thuế ít là được lời ít. Ví dụ như mình muốn thuê một cây nhà hay là mua một cây nhà thì cái nó trong vòng một năm này nó xét này, bọn mà cho mình thuê họ xét là công ty mình có ăn nên làm ra không, có lời không. Đó là phụ thuộc đến khi mình khai chỗ này một năm nó lấy một lần ấy, là renta hàng năm ấy đấy. Nếu như mà công ty mình mà phát triển, công ty mình mà mạnh là khai thuế thật cao lên như vậy á. Còn mình không khai lời cũng khai cao thì khó có thể làm được nhiều việc. Rồi đây là mình thu vào, còn đây là mình chi ra, mình chi phí á. Mình ví dụ như mình mua đồ này, thuê tiệm này, thuê luật sư, thuê người làm, hay là bảo hiểm, hay là mình mua cái điện thoại, hay là mua cái tivi, nhưng mà cho công ty hết đấy. Đó, mình mua hàng rồi mua đồ các thứ rồi mình có IVA trong rồi mình trả thuế trong rồi. Ví dụ như đây là cái hóa đơn mình mua hàng nhá. Cái IVA này này hay 1% này này là mình cũng trả trước rồi đấy. Đáng lẽ ra mình trả 22 eo nhưng mà mình trả thuế lên là 4.6 đây là thành 26 eo. Nhưng cái 4 eo này mình góp lại 3 tháng một lần mình góp lại, mình còng lên. Đây là cái factura, đây là cái hóa đơn mình mua nha. Đây mình lấy ví dụ đây, đây là chưa trả thuế thì bà thuế là tất cả là mình trả 101 eo. Cái IVA cái thuế này sau này là nó bù lại cho mình này. Vậy nha, mình nói sơ qua thế mọi người hiểu nhá. Đây mình thu, mình cộng lại 3 tháng này mình chi ra những cái khoản nào và thuế là mình đã trả rồi. Ví dụ như mình mua hết 8.200 bao gồm thuế. Đó, tích ra 1.200 là mình thuế IVA hồi nãy đó, mình chỉ đó. Rồi để cục thuế này nó trừ lại cho mình thuế thu vào, bây giờ nó trừ cái tiền mà mình đã chi ra bỏ vô rồi đấy, trừ ra là còn lại là từng này thuế thu vào thì thuế chi ra chi phí ra bây giờ trừ đi là còn là 2.200 này á thì phải trả lại cho ASEAN Đà là 3 tháng một lần. Đó, vậy cái thằng 303 này là thằng thu nhập này nó là thuế nặng nhất của mỗi người làm neo chúng ta cần phải trả đó. Bây giờ lời hay lộ thì mình chỗ này này, chỗ này mình mà ví dụ như mình chi mình thu được 20.000 mà mình chi phí hết 10.000 ra rồi thế là ấm là lộ đấy. Còn mình cứ khai lời bên này thì sẽ đánh thuế cao thì nhà nước được hưởng, mình thì ít tiền. Đây mẫu số 303 đây, cái số mã số này mình đã trả rồi. Đây là quỹ 2, 2T là của quỹ 2. Đó, 2T là của quỹ 2, 3T là quỹ 3. 4T là quỹ 4. Rồi nha, mọi người đã hiểu chưa ạ? Một năm thì 4 quý mà một quý thì 3 tháng. Vậy là
3 tháng thì phải trả những khoản thuế nào? Đây nha, mình đang nói cái quỹ 1 của đầu năm này là từ hồi nãy giờ này. Quỹ 1 là từ tháng 1, tháng 2, tháng 3. Rồi, xong nha. Quỹ 1, tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì bao gồm mình trả như 115, 111 và 303. 303 là đây. 115 là thuê tiệm. 111 là người làm việc cho mình. Và 303 là thuế thu nhập. Vậy nha, đó là mình nói là quỹ thứ nhất rồi nha. Rồi, đó là quỹ thứ nhất. Bây giờ quỹ thứ hai là tháng 4, tháng 5, tháng 6. Thì cũng vậy thôi, ngày trả của 3 tháng này là 115, 111 và 303 vào ngày 20 tháng 7. Rồi quỹ thứ 3, tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì trả cho 20 tháng 10. Thì cũng vậy đấy, 115, 111, 303. Rồi quỹ thứ 4 là tháng 10, tháng 11 và tháng 12. Bây giờ tháng 1 đây là tức là đang làm thuế cho quỹ thứ 4 của năm 2020. Rồi nha. Đây là quỹ thứ nhất nha. Ba khoản này phải trả này, đó, trả nặng lắm, là cái khoản 303. Quỹ 2, quỹ 3, quỹ 4 là cũng như vậy. Đó, đó những cái ba khoản đó là nặng nhất. Còn khoản này thì trả thì trả thằng 202 này thôi. Thế 202 này thôi, còn cái này là sau một năm thì xịt lược lại một lần để khai báo thông tin thu nhập và tổng kết hàng năm này, thuế bất động sản mặt bằng đô thị này, thuế trả góp này của một năm này, rồi thuế lợi nhuận của một năm vừa rồi này, rồi thuế báo cáo tổng kết hàng năm này, lời hoặc lộ này đó. Nhưng mà thuế cắt thế này là bắt buộc phải trả. Đây mình đang nói đến về của một empresa nha, không phải là Automono. Automono thì cũng vậy, chắc là cũng vậy thôi, trả ba cái này đó. Còn cái riêng này là cho Emrisa, không phải Automono, là công ty đấy. Như vậy nhá, tín nhiệm giải thích có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn mà thấy hay thì chia sẻ nha, chia sẻ cho mọi người được biết nha. Xin cảm ơn.